sẻ một chút gì với quý vị khán giả ngày hôm nay được không ạ? Dạ có. Xin tạm biệt quý vị xa chào chẳng đây ạ. Dạ, em thì rất thích nói chuyện, tại vì em thì chỉ thích làm, chứ không thích nói. Thì hôm nay Phi Nhung đến ngôi chùa này mà không có may mắn cho Phi Nhung là mình đến mất trễ. Mà Phi Nhung vô một cái phòng, Phi Nhung ngồi vừa thay đồ vừa ngồi nhìn một cái tấm dán, hai cái tấm dán của quý thầy, để quý thầy ngồi học bài và tụng kinh, và giống như là một cái lớp học. Thật sự ra Phi Nhung rất là đau lòng. Nếu mà Phi Nhung có tiền là Phi Nhung sẽ gom góp lại để cho quý thầy một cái gian phòng, để cho quý thầy vừa tụng kinh, vừa học mà vừa tập yoga và vừa dạy cho các Phật tử. Nhưng mà Phi Nhung không có làm nổi. Thì em rất là buồn. Em muốn là tất cả các doanh nghiệp ở đây cũng như là các anh chị em có một cái tấm lòng từ bi, có một chút xíu gì mình dư giả thì mình cúng cho chùa, để cho quý thầy cũng như quý cô cũng như tất cả các anh chị em của mình về một cái ngôi chùa ở đây, một cái phòng ở đây, để mà mình tập, mình luyện học những cái bài Phật học mỗi ngày. Mà không biết là quý vị có làm được hay không. Xin được cảm ơn sự chia sẻ hết sức chân tình của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và qua lời chia sẻ này thì Hoàng Tùng cũng như các Phật tử ở đây thì hy vọng rằng trong thời gian không xa nữa, với tình cảm và đặc biệt là với những doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người con Phật muốn tới đây để chúng ta cùng tu tập với một không gian đẹp đẽ hơn, với cảnh chùa khang trang hơn, thì chắc chắn lần sau chị Phi Nhung về chắc chắn sẽ có một cái điều như chị mong muốn, được không ạ? Chúng ta hãy dành cho ca sĩ Phi Nhung một chào thân nữa ạ. Em xin cảm ơn tất cả. Trước Tết là trước hết là chưa làm được hay không làm được thì em cũng chưa có biết được, nhưng mà nếu làm được đó là một cái phước đức. Phi Nhung nghĩ trong đầu Phi Nhung sẽ giúp một tay cho quý thầy quý cô. Đầu tiên Phi Nhung đóng 500 đô để cho quý thầy quý cô sửa lại cái môi trường đấy, là cái tấm lòng của mẹ con Phi Nhung. Rồi thì Phi Nhung nghĩ là khi mà Phi Nhung trở lại và Phi Nhung bước vô cái khán phòng này, Phi Nhung sẽ thấy đây là mình cũng có góp một cái giường, mình có góp một cái cửa, mình có góp một cái dương gạch cho quý thầy đọc kinh, quý thầy học những bài Phật học. Đó là cái niềm vui của Phi Nhung. Phi Nhung biết là quý vị cũng không có nhiều tiền, nhưng mà Phi Nhung đi hát, thật sự ra khi mà mình chết cũng không có mang theo được cái gì. Thật sự Phi Nhung cũng rất là nghèo, vì em có con và tất cả các con của em thành các chú tiểu hết trơn rồi. Thì quý vị đến chùa, quý vị cũng cúng hiến cho các con của Phi Nhung. Thì hôm nay Phi Nhung cũng là một người mẹ, cũng hiến lại cho quý thầy, thì cũng quý vị cũng cúng hiến lại cho quý thầy. Thì đó, mình có qua có lại, chứ mình chết mình cũng không mang được cái gì, nên chỉ mang được cái tiếng là tôi đã từng làm cho thầy một cái giường này, tôi đã từng làm cho thầy một cái viên gạch này, thầy lòng nè. Đó là một cái tiếng thăm thôi, chứ còn cái tiền tôi để trong két, tôi để trong tủ, tôi để trong nhà băng đâu có ai biết đúng đâu, đúng không quý vị? Nên Phi Nhung mong rằng quý vị hãy thông cảm và giúp đỡ cho cái ngôi chùa của mình được khang trang hơn. Vâng, xin được thay mặt cho ban tổ chức và đặc biệt là người chủ trì ngôi chùa của ông ngày hôm nay ghi nhận tấm lòng vàng của nữ nghệ sĩ ca sĩ Phi Nhung từ hải ngoại về. Và chị luôn luôn đau đáu một điều là nếu như còn sức khỏe, nếu như còn điều kiện về cả vật lực và trí lực, chị sẽ làm hết lòng với Phật Pháp Việt Nam để ngày đem lại những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống, với tôn chỉ mục đích tốt đạo đẹp đời.